Em chào anh. Cho một ly nước khoái. Ý anh là sao ạ? Thì là nó đấy. Cậu có mặt ở đây thường xuyên, chắc chắn phải biết thứ đồ mà thành viên VIP của City Boy hay dùng chứ. Họ toàn dùng khu VIP xong rồi order đồ dùng riêng. Em chả mấy khi được phục vụ à. Nói như vậy là cậu thực sự không biết gì à? Vâng, em không biết gì đâu. À, có một thông tin này không biết là anh có muốn nghe hay không? Tất nhiên, nếu như thông tin có giá trị. Mấy hôm nữa Tay Long tổ chức một cuộc vui chơi lớn ở đây. Cuối tuần à? Em ở chỗ này. Chỗ này à? Nhưng mà... Sao? Em phải nói thật với anh, sau cái chết của anh Vương, phải khó khăn lắm thì quán mới trở lại hoạt động bình thường được. Cho nên thời gian này em cho quán kinh doanh đàng hoàng và lịch sự ạ. Ý của mày là tao không đàng hoàng và anh em của tao không lịch sự à? Dạ, không phải vậy. Anh hiểu nhầm ý của em rồi ạ. Tao đích quan tâm ý của mày là gì. Thằng Vương nó chết rồi. Tất cả các cơ sở trong hệ thống do tao quản lý. City Boy là do tao quyết định. Và mày phải nghe tới ý của tao. Anh thông cảm cho em. Em cũng chỉ là dân làm ăn thôi. Tao không phải là dân làm ăn. Tao chỉ kiếm chỗ chơi cho anh em. Cuối tuần này có chương trình gì? Dẹp. Nếu như mày có gan ấy thì mày cứ thử. Tao không tin là mày dám đối đầu với chục anh em VIP ở City Boy. Trừ khi muốn dẹp tiệm à? Uống đi. Nói như vậy là ngày hôm đấy chắc chắn là anh sẽ có nước khoái. Đùa, anh đừng trêu em nữa được không ạ? Được rồi, thế ít ra là cậu phải có thứ nước gì để uống vào sảng khoái chứ. Anh là bartender cơ mà. Ok anh. Mời anh. Ly này tên gọi là gì? Cảnh phê. Cảnh phê? Nghĩa là gì? Nghĩa là cảnh sát uống vào sẽ mê. Được chưa? Được đấy. Này, có hàng chưa? Không tao lại điên lên đấy. Có hàng chưa? Sao mày lặn ghê thế? Vụ kia tìm ra được hung thủ rồi. Không liên quan gì đến cái nước của mày cả. Hay là mày định tăng giá? Thích thế nào ấy thì nói cụ ra đi. Tôi nghe đây.
Được rồi, cảm ơn nhá. Sao thế anh? Hội Long Cường Đạt hủy vụ ăn chơi để tưởng nhớ Vương rồi. Chúng biết động nên dừng. Không đâu, với những đối tượng này thì không. Chúng không biết sợ. Vậy thì lý do là gì? Vương chết, đối tượng Long đang cần gây thanh thế, khẳng định vai trò thủ lĩnh. Anh nghĩ có thể là do nước khoáng. Vậy đúng là Vương nắm giữ nguồn hàng. Hắn chết và mang theo bí mật đó.